người mà lão diệp tìm đều không tệ đều chịu khổ yêu lao động yến công tử có thể vẽ bức tranh kiếm tiền sao lại chạy đến chỗ của ta làm người làm thuê hiện nay cuộc sống của ta có một chút khó khăn vừa hay diệp thúc thúc đang tìm người nên đã đi theo tới đây như vậy sao nếu như yến công tử thích vẽ tranh sau này hãy giúp ta chỉnh sửa tác phẩm tranh vẽ yến hiểu phong này cũng là một người thích vẽ chi bằng cứ thành toàn cho hắn được tranh mình vẽ để lại bán kiếm tiền miễn phí cho hắn xem ngược lại cũng được mấy tác phẩm này đều được phơi nắng sau đó thì phân thành từng nhóm Yến công tử, đang nói chuyện thì không thấy Yến Hiểu Phong đáp lại. Trần Phàm quay qua thì nhìn thấy hắn đang nhìn bức tranh với vẻ thèm thuồng. Đúng là một tên cuồng vẽ. Mười năm mài một kiếm, bá nhẫn đã từng thử. Hôm nay xem thử ai có chuyện bất hạnh. Tẩy kiếm chỉ ma, một người đàn ông đang mài kiếm. Dùng mười năm dòng dã, không luyện kiếm, chỉ mài kiếm. Đến khi trình độ đạt tới thượng thừa, nhân kiếm hợp nhất, một chém có thể hủy diệt thiên địa. Đây là cảnh giới nhân kiếm hợp nhất trần công tử ta đột nhiên nhớ ra còn có một chuyện vẫn chưa hoàn thành đợi ta hoàn thành sẽ đến có được không không sao ngươi cứ đi làm việc của mình đi yến hiểu phong rời đi trong sự xúc động vô cùng trần công tử đây là muốn mượn tranh chữ để chỉ điểm cho mình muốn trở thành một kiếm khách đỉnh cấp thì không được ăn không ngồi rồi ở núi vô danh để tu luyện mà phải đi khắp thiên hạ để rèn luyện bản thân quả nhiên không giữ được đại hoàng tử triệu thái triệu linh tri ngươi liên hợp với triệu tung mưu hại tiên đế triệu tung đã bị ta nhốt vào thiên lao chọn ngày chém đầu ngươi cũng phải nhanh giơ tay chịu trói đi. Chủ mẫu đại nhân, có cần ta đuổi bọn họ đi không? Không cần đâu. Một hoàng tử có thân phận thấp kém như ngươi lại dám mưu phản. Ai cho ngươi lá gan đó? Đại tướng quân Trấn Quốc, Lý Tấn Diệp, Tam Công Chúa, đã lâu không gặp. Ta đã nói mà, dựa vào cái tên vô dụng triệu thái đó sao có thể đăng lên hoàng vị? Thì ra là Lý Tướng Quân ủng hộ sau lưng hắn. Triệu thái nghe vậy thì tức giận, tay đánh vào ghế, đứng dậy. Hỗ láo, ngươi nên xưng là nhiếp chính vương. Chả trách nhiều năm như vậy, ngươi đều không tham gia vào đảng chính, lại muốn giúp đỡ tên phế vật này. Thật ra người muốn làm hoàng đế thật sự chính là ngươi. Nếu như đã đến đông đủ, thế thì đã đến lúc phải giải quyết rồi. Chỉ dựa vào ngươi sao? Nói rồi, triệu linh chi liền búng tay một phát uy áp đã lan tỏa khắp người. Sao có thể chứ? Ngươi lại là cường giả võ tông ư. Bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Đáng sợ thật. Đáng thương ôm lấy bản thân, ta chỉ là một người làm công. Những người này đang bị uy áp uy hiếp, căn bản là không có sức chống trả lại cửa liền mở ra, Linh Chi và con lạc đà bước ra, kính mời tam công chúa đăng cơ xương đế, cung ngành nữ đế. Những người trong điện bao gồm cả hoàng tử và tướng quân đều bị Linh Chi giết sạch, bên trong chỉ còn xác người nằm la liệt. Phụ hoàng trước khi rời khỏi cung đã quyết định nhường vị cho ngũ hoàng tử triệu tung. Các ngươi hãy lập tức phóng thích cho hắn, chọn ngày đăng cơ. Sau này xí linh quốc tất cả đều phải quy thuận môn hạ của cao nhân ở núi vô danh. Bên dưới mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, lại là ngũ hoàng tử đăng cơ. Núi vô danh nằm ở đâu? cao nhân gì vậy, sao chưa bao giờ nghe tới. Thần Tuân Chỉ, chỉ là một nữ đế của xí linh quốc, thì có gì mà tốt, muốn làm thì phải làm nữ nhân của cao nhân quân lâm thiên hạ. Thì ra Thủy Linh Châu này vẫn luôn bị xí linh quốc cung phụng ở trong tế đàn. Nói rồi, Linh Chi liền liền lấy nó ra. Ta đã từng gặp qua vài lần, chỉ không ngờ đây là Thủy Linh Châu trong truyền thuyết. So với miêu tả của cao nhân, không khác biệt vài phần, nhất định là nó rồi đem thủy linh châu này làm món quà đáp lễ cao nhân nhất định sẽ hài lòng đến lúc đó cao nhân sẽ tuyên bố với thiên hạ thân phận chủ mẫu của cô cũng không cần phải che giấu nữa ngươi nói rất đúng chúng ta hãy nhanh về thôi tiểu vũ rốt cuộc thì lúc nào cô mới chịu quay về đây tất cả người làm đều đang nhìn cô gái phía trước mà trầm trồ trời ơi cô ta là tiên nữ sao là huyền nữ cửu thiên nhất định là như vậy rồi trần công tử tiểu vũ đến muộn rồi trần phàm ngơ ngác nhìn người con gái trước mắt đẹp đến động lòng người này tiểu vũ